Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người khác mất tích sau một vụ nghi là va chạm tàu thuyền xảy ra trên sông Danube, phía bắc thủ đô Budapest của Hungary. Cảnh sát Hungary cho biết đã nhận được thông báo trước đó một ngày về một người đàn ông bị thương bên bờ sông Danube gần thị trấn Vörös, cách Budapest khoảng 50 km về phía bắc. Qua xác minh, người đàn ông này có liên quan đến một vụ tai nạn tàu thuyền. Sau đó, cảnh sát phát hiện thêm thi thể một nam giới và một phụ nữ ở gần địa điểm nêu trên. Mở rộng tìm kiếm, cảnh sát Hungary tìm thấy một chiếc thuyền bị hư hại chìm dưới sông và la rắt vào bờ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 5 người mất tích, đều là người trưởng thành và được cho là đã có mặt trên chiếc thuyền vào thời điểm gặp nạn.